chúng ta hiểu nhau bao nhiêu, sẽ phải đi qua bao điều, vì người ta là một mảnh ghép không tách rời, tâm đầu ý hợp. Hiểu nhau bao nhiêu, sẽ phải đi qua bao điều, vì hai ta là một mảnh ghép không tách rời, tâm đầu ý hợp. Tâm đầu ý hợp. Đức Thịnh, Lâm Vĩ Dạ chào mừng khán giả đang đến với chương trình Tâm đầu ý hợp. Chương trình được phát sóng vào lúc 21:10 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Đấy nghe dạ. Dạ. Trên cái mạng xã hội á, người ta hay nói nhiều về cái tình trạng gọi là những cái người phụ nữ mà có gia đình rồi á, bắt đầu lười yêu. Tức là họ không còn cái mặn mà với cái chuyện gọi là thể hiện tình cảm hay là cả cái chuyện ấy đó. Họ bị nguội lạnh đi. Anh hỏi đúng đối tượng rồi đó. Yeah. Em đang rơi vô cái tình trạng lười yêu. Ủa vậy là tại chú Đạt rồi. Ủa? Tại vì ở nhà anh á thiệt á, không bao giờ có chuyện mà cô Thúy cô lười yêu, lười thể hiện tình cảm đâu. Phải không? Tại vì anh luôn dùng cái chính cái bản thân anh để luôn luôn hấp dẫn cái người phụ nữ bên cạnh mình. Em nghĩ chính vì vậy mà chị Thúy sẽ lười yêu đó. Anh đừng có giả bộ anh bao biện cho cái chuyện đó. Làm sao có chuyện chị Thúy không lười yêu được. Trời, có kỳ ta. Cũng cố gắng lắm rồi đó nhưng mà không hiểu sao. Em nghĩ vậy nè, một phần là bởi vì người phụ nữ bây giờ họ gánh vác con cái rồi công việc rồi áp lực nhiều thứ cho nên là sẽ bị lười yêu. À đúng rồi. Với kể là người bạn đời của mình đó càng ngày càng xuống cấp về nhan sắc, cho nên là cái chuyện lười yêu là hiển nhiên thôi. Là trong ánh mắt của em nhìn anh là anh đang xuống cấp đó nè. Tại vì mệt quá thôi, chắc là anh phải đỡ đần nhiều cái việc khác cho vợ anh thôi. Em nghĩ anh là xuống cấp nhưng mà lên ký. Xuống cấp nhưng mà lên ký. Xuống cấp nhưng mà lên ký. Bé MC này nó thật là biết giỡn người. Thôi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào chương trình Tâm đầu ý hợp của tập ngày hôm nay. Xin được chào đón cặp đôi vợ chồng Nguyễn Minh Hoàng và Diễm Phương. Xin hân hoan chào đón cặp đôi Kevin Toàn, Vivian Nguyên. Xin được chào mừng hai cặp đôi ngày hôm nay đã đến với chương trình Tâm đầu ý hợp. Bây giờ chúng ta sẽ có một vài giây phút để tự giới thiệu về bản thân và giao lưu trò chuyện với quý vị khán giả ha. Mời Kevin. Xin chào quý vị khán giả của chương trình Tâm đầu ý hợp. Chào anh Đức Thịnh, chào Lâm Vĩ Dạ và chào gia đình hai bạn. Em xin giới thiệu, em tên là Vivian Nguyên. Nghề nghiệp hiện tại đang là đạo diễn và là nhà sản xuất. Về lứa tuổi thì tầm U40 ạ. Còn đây là chồng của em, xin mời anh. Mình tên là Kevin Toàn, hiện tại nghề nghiệp của mình là ca sĩ và mình năm nay cũng là U40. Các bạn gặp nhau trong trường hợp như thế nào và yêu nhau ra sao? Tụi em có khoảng thời gian tìm hiểu nhau là khoảng gần 2 năm và sau đó đi đến hôn nhân là được 5 năm rồi ạ. Tụi em gặp nhau qua một cái cuộc gặp gỡ chung với bạn bè, giống như là được may mối đấy ạ. Rồi, tới phim cặp đôi bên kia. Dạ, xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình Tâm đầu ý hợp. Xin chào chị Lâm Vĩ Dạ, xin chào anh Đức Thịnh. Dạ, em xin được giới thiệu, em là Minh Hoàng. Hiện tại thì em là ca sĩ. Em U40 và đây là bà xã của em. Dạ, em tên là Diễm Phương. Hiện tại em là vợ của anh Hoàng. Công việc hiện tại của em là bán hàng online là phụ, nhưng mà công việc chính của em là làm trợ lý cho anh Hoàng. Nếu nói một điểm đặc biệt ở cái người bạn đời của mình á, cái điều đó là điều gì vậy? Mời bạn. Vợ em chinh phục em bằng sự nhẹ nhàng, dễ thương, đặc biệt là đó là yêu gia đình. Em thích nhất cái tính cách đó bởi vì tính cách đó giống với tính cách của mẹ em. Thế còn em, ngược lại thì ông xã mình chinh phục mình ở điểm gì nè? Chồng em là một người rất là hiền và tỉ mỉ, biết chăm lo cho những người thân xung quanh.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào chương trình ha. Tâm đầu ý hợp có 3 vòng thi. Mỗi vòng thi có 3 câu hỏi để đo độ tâm đầu của các cặp đôi. Sau 3 vòng thi, cặp đôi nào có số trùng khớp cao hơn sẽ giành chiến thắng. Ở vòng 1 này sẽ là sân chơi dành cho hai người chồng. Hai cô vợ sẽ phải vào trong phòng chờ. Hai người chồng đây sẽ trả lời 3 câu hỏi từ chương trình. Sau đó hai cô vợ quay trở lại so sánh đáp án với chồng mình. Đáp án trùng khớp mang về cho nhà mình 5 điểm. Và bây giờ thì xin mời hai cô vợ vào trong. Dạ, cho em hỏi là hai anh mình hãy dùng một tính từ để miêu tả vợ mình cái lúc mà chưa kết hôn. Ví dụ giống như em thì chồng em sẽ dùng là hiền lành. Ủa, anh làm gì anh trời ơi? Em nói hiền lành cái anh kiểu anh không tin hay sao? Mà chưa kết hôn em hiền thiệt, dạ. Hiền khô à. Tại vì đi diễn mà gặp anh Đạt, em hỏi chị Dạ không đi chung với anh hả? Cái anh không dám trả lời. Dạ không dám trả lời. Hãy không phá hỏng cái giây phút thoải mái. Dạ. Không muốn nhắc đến. Dạ. Đó là lúc chưa kết hôn thôi. Dạ. Cho nên anh hãy dùng một tính từ để miêu tả vợ mình lúc chưa kết hôn coi. À, lúc chưa kết hôn thì dạ em vừa hiền vừa dữ. Cũng giống như thời tiết lúc này lúc kia. Dạ. Vừa hiền vừa dữ. Dạ. Còn anh? Dạ anh thì lúc mà chưa kết hôn thì diễn tả thì chắc là dữ. Bây giờ đỡ hơn chưa? Bây giờ thì đỡ hơn rồi. Ủa gì kỳ vậy? Có ngược không ta? Mới quen nhau thì hai người còn chưa hiểu nhau nhiều, nên là khi trao đổi một vấn đề gì thì sẽ hay xảy ra cãi vã rồi rất là nhiều. Sau khi kết hôn với nhau, ở với nhau được 5 năm rồi thì hiểu nhiều hơn thì mọi thứ lại trở nên hiền, dễ chịu hơn rất là nhiều so với trước. Anh thuộc trường hợp hiếm á. May mắn. Anh cũng thấy may mắn. Bây giờ chúng ta sẽ có câu hỏi số 1. Câu số 1, nếu được khen có tướng phu thê, bạn nghĩ điểm nào sẽ thể hiện rõ nhất? Em nghĩ tới cái khuôn mặt đầu tiên. Khuôn mặt? Dạ, khuôn mặt. Toàn bộ khuôn mặt? Dạ, đúng rồi. Đi đâu thì ai cũng nói vợ chồng này có tướng phu thê. Cái mặt ngày càng giống nhau. Tại vì cái mặt em nhỏ nhỏ xương xương. Và em cũng nhỏ nhỏ xương xương luôn. Với lại vợ em là trợ lý của em, nên đi diễn là vợ em sẽ trang điểm make up cho em. Nên chắc vì vợ make up giống quá. Cũng có lý. Là ý ảnh là cổ make up ảnh giống cổ. Rồi vậy bạn chốt đáp án là? Là khuôn mặt. Rồi còn Kevin Toàn. Dạ em nghĩ là hai vợ chồng có tướng phu thê nhất là chắc là trong lúc hai vợ chồng cùng đang làm việc thì lúc đó là hai nét mặt của hai người sẽ giống với nhau nhất. Bình thường thì rất là vui vẻ, tại vì mặt em thì là dạng mặt bành, còn vợ em là mặt xương nên là cũng không giống nhau lắm. Nhưng mà khi mà hai người bắt đầu vào mà làm chung một công việc gì đấy là hai sắc mặt sẽ rất là giống nhau. Em chốt đáp án là tướng phu thê trong lúc cả hai cùng làm việc. Rồi Lâm Vĩ Dạ đọc câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo. Câu nói nào của vợ được ví như rót mật vào tai? Tức là bà xã mình có một cái câu nào đó mà mình ân bụng không? Không có, nó không có. Thì đâu phải suy nghĩ tìm tòi. Thì có, em cũng đang suy nghĩ em có nói câu nào như rót mật vào tai chồng em không? Không có đâu. Anh ơi, nhậu đi anh, nhậu đi anh. Cô Thúy nhà tôi hay có câu nè, ngày mai anh đi quay là cần mấy cái gì vậy? Nói cho em biết để em chuẩn bị. Đó, là đối với tôi cái câu đó rất ngọt. Không, em thấy là cái câu ngọt nhất là anh ơi tiền nè xài đi anh. Câu đó chưa bao giờ nghe quá. Chưa bao giờ nghe quá. Chưa bao giờ được nghe luôn. Câu đó tuyệt vời luôn á. Đối với vợ em thì vợ em không có ngọt ngào. Mà những lần em xin vợ em đi đá banh á, em thì đam mê đá banh, mê thể thao, mà xin đi khó lắm. Nếu mà ngọt ngào nhất là ok đi đây. Là rót mật vào tai rồi đó. Dạ. Đó là rót mật vào tai. Rồi vậy em cho đáp án là được, đi đi. Rồi lấy vợ anh chị khổ quá ha. Đi đá banh mà được, đi đi. Còn bên đây với em thì chắc em nghĩ là câu anh làm tốt lắm. Câu đúng sếp luôn. Làm tốt lắm. Làm bất cứ cái gì cũng chê. Hát ra kiểu gì cũng chê. Làm cái gì cũng chê. Lúc nào cũng chê.
Mặc dù là biết rằng là vợ mình chê mình để cho mình cố gắng làm tốt hơn, nên là mỗi khi mà nghe vợ nói câu là anh làm tốt lắm thì em cảm thấy là rất là tự tin là cái này thật sự nó đã là tốt rồi. Đó là câu rất là ngọt ngào. Rất là ngọt ngào, thấy vui. Mình cho đoán. Anh làm tốt lắm. Câu số 3. Điều hãnh diện nhất khi nói về cuộc hôn nhân của vợ chồng bạn là gì? Em nghe anh chị trước nói cưới vợ đi rồi biết tàn rồi xấu rồi. Nhưng mà em thực sự rất là may mắn. Em không phải là em tự khen mình, nhưng mà so với trước đó thì em bây giờ nhuận sắc hơn trước. Nhuận sắc hơn? Dạ. Vậy là trước khi cưới vợ mới tàn mới xấu, sau khi cưới là mình tươi, mình đẹp lên liền. Mình tươi hơn trước khi cưới vợ. Có nhiều lúc em muốn may trang phục như thế này, như thế kia, make up như thế nào. Em nói vợ em tư vấn giống như là stylist cho em vậy. Ok và rất là hiểu ý em. Rồi. Nhiều điểm lắm nhưng mà em chọn nhất là hiểu nhau. Hiểu nhau. Rồi, bên kia người ta tự hào là thấu hiểu, đồng cảm. Bên mình là gì? Em nghĩ chắc là hai vợ chồng sau 5 năm thì em nghĩ là chắc sự yêu thương nhau. Yêu thương nhau. Dạ. Trước đó hai chồng quen nhau thì hai người vẫn còn rất là khó khăn, phải lo cuộc sống bộn bề. Nhưng mà khi cưới nhau về rồi, cùng giúp nhau, em cũng càng ngày càng nhuận sắc hơn, giống như là bạn Kim nói. Và công việc thì cũng tốt hơn. Em nghĩ là cái tự hào nhất mà để mà em nhắc với mọi người đó chắc là sự yêu thương nhau và thấu hiểu nhau. Yêu thương và thấu hiểu nhau. Rồi. Chúng ta đã trải qua ba câu hỏi cùng với hai người chồng. Bây giờ thì xin mời hai cô vợ quay trở lại sân khấu. Rồi, hồi nãy giờ chúng tôi đã trò chuyện khá nhiều điều với lại hai anh chồng, rất là thú vị. Giờ cho mình hỏi hai bà xã là mình tự đánh giá bản thân mình á, mình có một cái tật xấu nào mà chồng mình không có chịu nổi luôn không? Yêu nhau em có hỏi là có cái gì mà em không tốt không? Anh nói tụi mình góp ý với nhau để sẽ có những cái thay đổi để mà cuộc sống nó hạnh phúc hơn. Thì anh Kevin nói không, thấy em đang tốt rồi, ok. Rồi Diễm Phương. Dạ, theo em nghĩ thì chồng em không thích em cằn nhằn. Chồng em làm cái gì mà vừa ý hay không vừa ý em cũng đều cằn nhằn. Nhưng mà cằn nhằn rồi thôi à. Rồi, đây chỉ là những cái câu hỏi giao lưu để làm nóng cho hai cô vợ chuẩn bị bước vào cái câu hỏi chính thức mà hồi nãy hai anh xã đã đưa ra những cái đáp án. Hy vọng rằng các bạn sẽ có sự trùng khớp với nhau. Mời Lâm Vĩ Dạ. Câu số 1. Nếu được khen có tướng phu thê, chồng bạn sẽ nghĩ điểm nào thể hiện rõ nhất? Mời Phương. Thì em nghĩ là khuôn mặt. Khuôn mặt. Dạ, tại vì tụi em sống chung với nhau thời gian, cái tự nhiên cái form mặt của em cũng giống nhau. Nên bạn bè cũng nói là dạo này có tướng phu thê, chắc là khuôn mặt. Mỗi lần mà bạn mà make up trang điểm cho chồng bạn đi diễn đồ gì á, bạn lấy hình mẫu người đàn ông nào để mà bạn đi co theo vậy? Đi co theo. Chồng em thì đi diễn thì cũng chỉ make up xương xương thôi. Nên em để nguyên form của chồng em như vậy, em không làm gì nhiều. Làm hết. Nhẹ nhẹ thôi. Dạ đúng rồi, chỉ làm nhẹ nhẹ. Nhưng mà nãy có người nghi ngờ là em lấy hình mẫu của em, của chính em để làm cho mặt chồng. Vậy cuối cùng em chọn đáp án là? Dạ, em chốt đáp án là khuôn mặt. Khuôn mặt. Rồi. Mời anh ạ. Cảm ơn các bạn đã mang về cho mình 5 điểm. Nguyên có là đáp án chưa? Tới em, nãy giờ em cũng suy nghĩ lắm á. Tại vì tụi em là hai người hoàn toàn khác nhau luôn. Em là hướng ngoại và anh Kevin hướng nội. Nếu mà về mà nét giống nhau thì em nghĩ là chắc anh Kevin sẽ trả lời là thứ nhất là yêu thương gia đình, thứ hai là lúc hai đứa làm việc. Dạ, tại vì lúc đó là tụi em có những cái điểm giống nhau và cùng quan điểm nhất. Vậy cuối cùng em chọn đáp án là gì? Dạo này tụi em làm việc nhiều á. Em nghĩ là chắc anh Kevin sẽ nói là lúc mà cùng nhau làm việc, cùng nhau làm cái gì đó. Dạ. Vậy em có chốt đáp án được không? Cùng nhau làm việc. Cùng nhau làm việc, dạ. Là ra dáng phu thê. Dạ. Rồi, mời Kevin. Nghe mặt lúc nào vậy? Hay gì ta? Chúc mừng các bạn đã mang về cho mình 5 điểm. Rồi, bây giờ lắng nghe câu hỏi tiếp theo ha.
câu nói nào của bạn được ví như rót mật vào tai? Nghe xong ảnh khoái gì lắm. Mời Vy Vy anh. Dạ thích dữ lắm là chắc. Ừ mua đi anh. Mua đi anh là ổng xin mua cái gì phải không? Dạ mỗi lần mà thích cái gì là chỉ cần nói hơi mé mé là em nói anh thích cái đó hả? Ừ anh đang suy nghĩ. Cái em nói là ừ em thấy cũng được á. Thế mua đi anh là anh thích liền nha. Thích nhất luôn đúng không? Dạ. Nhưng mà con này cũng có nhiều ý lắm. Tại vì thật sự là dạo này tụi em làm việc với nhau nhiều và tụi em có nhiều cái dự án á, nên thường á là cái mà truyền động lực và nói chung là những cái mà lãng mạn nhất là thường là liên quan tới công việc một tí. Hoặc là ví dụ em khen là anh làm tốt rồi, bữa nay anh hát hay lắm, anh hát ok lắm. Làm tốt lắm, hát hay lắm, dạ. Hay là mua đi anh. Thôi em chọn anh làm tốt lắm. Rồi, mời Kevin. Anh làm tốt lắm. Hay vậy ta. Chúc mừng các bạn lại mang về cho mình thêm 5 điểm. Rồi còn gia đình bên này, câu nào của mình như rót mật vào tai? Ngoài những lúc mà em cằn nhằn ra thì chắc là câu nào của em như rót mật vào tai. Có không? Có không? Có. Nhưng mà em nghĩ là có lẽ là những lúc mà chồng em muốn xin em đi đâu đó. Cụ thể là đi đâu? Đi đá banh. Đi đá banh. Dạ, tại vì mỗi lần ảnh đi đá banh em hay nhằn nhằn lắm. Tại vì em muốn ảnh dưỡng sức. Mỗi đi đá banh của ảnh là khoảng bao nhiêu tiếng đồng hồ? Chắc cũng 2-3 tiếng. Tại vì em cũng đi theo. Dạ, nên em nghĩ là chắc là anh xin em đi đá banh. Nhưng mà em nói gì? Đi đi. Chúc mừng các bạn mang về cho mình thêm 5 điểm. Và chúng ta sẽ đi qua luôn câu hỏi tiếp theo. Có vẻ như là cái sự trùng khớp càng lúc càng nhiều ha anh Tịnh ha. Câu này khó hơn. Để coi câu này thì sao nè. Câu hỏi cuối cùng. Điều hãnh diện nhất khi nói về cuộc hôn nhân của vợ chồng bạn là gì? Theo em mà điều mà cảm thấy em hãnh diện nhất về gia đình em là hòa thuận và chung thủy. Hòa thuận và chung thủy. Chốt chưa? Dạ chốt là hòa thuận và chung thủy. Rồi, mời em soi đáp án. Thấu hiểu nhau. Với câu hỏi này thì các bạn không trùng khớp cho nên là không có điểm. Sao hết, cái này là góc nhìn của các cô vợ thôi. Thực ra là cái điều nào cũng cần thiết. Thật cần thiết hết, nhưng mà cái góc nhìn của cô vợ là thấy là mình có được cái điều đó. Nào mời em. Dạ, với cuộc hôn nhân của tụi em thì em nghĩ từ ban đầu luôn á là tụi em có sự thấu hiểu nhau. Thấu hiểu nhau. Dạ, em với Kevin mặc dù là hai người trái ngược tính cách hoàn toàn, nhưng mà tụi em luôn hiểu cho đối phương. Thì em nghĩ chắc là anh Kevin sẽ đâu đó sẽ nói là thấu hiểu nhau, rồi yêu thương nhau, kiểu giống như đồng vợ đồng chồng vậy đó. Dạ. Rồi em chốt lại đi. Đáp án của em là gì? Đáp án của em là thấu hiểu nhau. Mời Kevin sao đáp án. Yêu thương và thấu hiểu nhau. Đủ hai ý luôn ha, yêu thương và thấu hiểu. Chúc mừng các bạn mang về cho mình 5 điểm. Kết thúc vòng 1 thì số điểm của hai đội như sau. Gia đình Nguyễn Minh Hoàng và Diễm Phương là 10 điểm. Gia đình Kevin Toàn và Vy Anh Nguyên là 15 điểm. Và trước khi đến với vòng 2 là vài phút dành cho giải lao. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với vòng 2 của chương trình Tâm Đầu Ý Hợp.
Vòng hai này sẽ là sân chơi dành cho hai cô vợ. Hai anh chồng sẽ phải vào trong phòng chờ. Hai cô vợ ở đây sẽ trả lời ba câu hỏi từ chương trình. Sau đó thì hai anh chồng quay trở lại so sánh đáp án với vợ mình. Đáp án trùng khớp mang về cho nhà mình 10 điểm. Bây giờ thì xin mời hai anh chồng vào trong. We made a good, good team. Ở đây đâu phải đi tìm. Về hai ta là một mảnh ghép khúc tách rời. Tâm đầu ý hợp. Oh, 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 oh. Tâm đầu ý hợp. Em thấy hồi nãy giờ thì hai anh chồng có vẻ như là rất là hiền. Ở nhà mình có ăn hiếp chồng không? Sao mà ổng hiền dữ vậy? Dạ cũng có. Dạ cũng có. Dạ cũng có. Dạ cũng có. Khi mà phụ nữ nói cũng có là có nhiều đó anh Thịnh. Dạ có. Mà có lớn, có dữ lắm. Cái hình thức nổi điên nhất của ổng là gì? Mấy năm chung sống luôn mà chồng em mà giận dữ nhất á là chồng em chỉ là thể hiện mặt cọc rồi chồng em bỏ đi chỗ khác. Mặt cọc cái bỏ đi chỗ khác. Em cảm thấy vậy là giận dữ nhất rồi. Vậy hả? Tôi đi là giận dữ nhất rồi đúng không? Không nói luôn, mặt quạo rồi bỏ đi chứ không nói tôi đi. Nói với là dách tường. Tôi đang giận đó nha. Còn ông xã mình? Chắc là gia đình em cũng giống gia đình với anh chị bên này. Là anh Kevin cũng ít khi mà nổi giận lắm. Nhưng mà giận lắm nha là sẽ im lặng, sẽ châu hai chân mày đầu tiên, xong sau đó im lặng, mà cấp độ mà cao nhất là bỏ đi ra ngoài thôi. Rồi, bây giờ là câu hỏi số 1. Điều gì ở anh ấy mang lại cho bạn cảm giác như một bà hoàng? Với gia đình em thì như bà hoàng thì chưa, như con ở thì nhiều. Nhà tôi giống như là cô thiếp cũng có cái quyền là tối nay cả nhà sẽ ngủ ở đâu là tôi phải đi theo thôi. Tôi không có được bạn gì. Anh đang ở đâu tối nay về bên đây nha, là tôi phải tự động phải dọn dẹp thu xếp qua bển. Ở đâu là tôi phải lết cái thân đi tới đó. Như vào hàng ra lệnh. Theo em thì cái tính siêng với lại dễ nhờ. Ví dụ như là em đang ngồi chơi với con, cái đút con ăn đi. Anh ơi lấy giùm em cái khăn. Anh ơi rót cho em miếng nước. Anh ơi lấy ra bánh tráng cho em. Chỉ đối với một mình em thôi. Rồi mình chốt đáp án là dễ sai. Dễ nhờ đi. Dễ nhờ. Dễ sai nó hơi nặng. Dễ nhờ. Còn với gia đình của em thì em nghĩ chắc là anh Kevin sẽ khoe em hoặc là đề cao em trước mặt mọi người. Ví dụ như là những đối tác hoặc bạn bè nói là thôi làm việc với vợ anh đi. Hoặc là vợ anh là làm hết cho anh, giống như nãy cũng khen đó. Là vợ anh làm hết cho anh, là quản lý hết mọi thứ, em cứ bàn với vợ anh đi. Thì em nghĩ là cái cảm xúc mà khiến cho em cảm thấy như một bà hoàng đó là anh đề cao em trước mặt mọi người. Đề cao em trước mặt mọi người cũng đúng, đó là bà hoàng đó. Câu hỏi số 2. Điểm cuốn hút nào của chồng chỉ có bạn nhận ra? Em nghĩ ra rồi đó. Dạ. Chị trả lời trước. Dạ, vậy em trả lời trước luôn nha. Em nghĩ đó là cái điều em nhận ra đầu tiên. Và em hay nói với anh Kevin nhưng mà ít ai nói lắm. Đó là sự thông minh. Thông minh. Dạ đúng rồi, thông minh, nhanh nhẹn, tiếp cận cái gì cũng nhanh. Thông minh, nhạy, nhạy bén. Dạ đúng. Còn em là nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng tình cảm. Nhẹ nhàng tình cảm. Còn anh Đạt là gì ta? Chắc là những lúc anh Đạt sửa điện á. Ít sửa lắm đúng không? Ít lắm. Cho nên mỗi lần anh Đạt mà sửa cái gì trong nhà em nhìn thấy cuốn hút dễ sợ luôn. Đúng rồi, anh cũng không hình dung được chú Đạt là người tháo vát nha. Cho đó mà thấy ông sửa là cũng bất ngờ đúng không? Không nhất thiết là điện mà giống như trong nhà mà hư cái gì á, mà tự nhiên bữa đó mà ổng ngồi ổng sửa, tự nhiên nó trời ơi, tuyệt vời quá. Chỉ là cái lúc mà nấu ăn á, cuốn hút dễ sợ. Anh Đạt được cái tính ý lại như là khi mà ở đâu mà càng đông người á, nhất là cho gia đình á, thì những cái việc đó là ảnh để cho người khác làm. Đúng rồi. Khi nào mà không có ai thì ảnh mới làm. Đúng rồi. Cho nên là cái hình ảnh đó ít ai thấy ngoài. Hiếm á. Hiếm. Quý lắm á. Quý lắm. Quý lắm mà trời. Yeah. Câu hỏi số 3. Vợ chồng bạn đã làm gì để năn nhặt chặt bị cho cuộc sống hôn nhân? Cái mình gom góp, góp nhặt mọi thứ vung vén á. Nỗ lực những cái điều gì để mà vun đắp cho cái cuộc sống hôn nhân của mình? Dạ, nếu mà về phía gia đình em á, thì em nghĩ ở khía cạnh anh Kevin là anh sẽ cố gắng kiếm tiền, chăm làm việc để đem những cái gì gọi là tốt nhất về vật chất cho mẹ con và cho gia đình. Tại vì tụi em cũng có đồng một cái quan điểm đó là tiền không phải là tất cả, nhưng mà nó sẽ là cái công cụ tốt để cho cuộc sống mình nó hạnh phúc.
Về phía ảnh thì ảnh sẽ làm việc thật là chăm chỉ và cố gắng kiếm tiền. Còn về phía em là em sẽ chăm lo trong gia đình, quán xuyến, lo cho ba mẹ hai bên, rồi lo cho các con. Rồi, vậy thì em chốt đáp án. Em sẽ chốt là anh Kevin sẽ chăm chỉ làm việc và kiếm tiền. À, gia đình em cũng vậy. Nếu mà một người vợ ở phía sau chồng mình để vun vén cho gia đình, để làm cho gia đình hòa thuận lẫn nhau, thì người chồng sẽ là người để kiếm tiền. Thì em nghĩ chồng em cũng cố gắng gom góp kiếm tiền để lo cho gia đình, lo cho con mình những thứ tốt nhất. Như vậy cả hai cô vợ đều có cùng một đáp án là siêng năng làm việc kiếm tiền. Yeah. Chúng ta đã trải qua ba câu hỏi cùng với hai cô vợ. Bây giờ thì xin mời hai anh chồng quay trở lại sân khấu. Chắc mỗi lần hai anh này xuất hiện em thấy nó nhẹ nhàng sao anh chị, đúng không? À, cái việc chăm con có phải là việc khó nhất trong gia đình mình không? Khi mà vợ vắng nhà mà mình phải có một mình với lại hai đứa con mà mình chăm sóc nó. Dạ đúng, cái đó cũng xảy ra thường xuyên. Mà với em thì buổi ngày đi diễn đi show nhưng mà tối vẫn thức khuya dậy pha sữa cho con, thay tã cho con, nên là việc chăm con một mình thì cũng không phải là vấn đề lắm. À, trong cái công việc mà chăm sóc con á thì theo anh cái việc gì là khó nhất? Chắc là dỗ con lúc mà con khóc là khó nhất. À, quấy. Quấy đúng rồi. Dạ. Cuối cùng cái chiêu của anh là gì? Anh cứ dỗ tới khi nào nín con. Tại vì cũng không có chiêu gì hết. Bây giờ cứ vuốt ve hoài. Vuốt ve hoài, năn nỉ tỉ tê thôi. Con làm ơn con nín giùm ba đi. Tôi nhìn thấy mấy ông bố mà dỗ con thấy một sự gọi là kiên nhẫn khủng khiếp luôn, cứ tỉ tê mặc dù nó không thèm nghe. Vấn đề là nó không thèm nghe mà mấy ông ơi nín giùm ba đi con này nọ kia, rất là ân cần tỉ mỉ. Thế còn là em thấy cái công việc chăm con khó nhất là cái việc nào? Dạ, đối với em thì việc khó nhất là cho con ngủ nè, cho con uống sữa nè. Đối với em hai việc đó là nó kinh khủng nhất đối với em, tại vì không nghe lời em. Nghe lời mẹ không à? Nói chung là nó nghe lời mẹ không đúng không? Dạ. À, tại vì ba nó cũng nghe lời mẹ không. Vậy là nó bắt chước ba đó. Đúng rồi. Vậy là nó giỏi. Rồi bây giờ hai anh chồng lắng nghe câu hỏi số 1 ha. Mời Lâm bây giờ. Câu hỏi số 1. Điều gì ở bạn mang lại cho vợ cảm giác như một bà hoàng? Thật ra thì em nghĩ là mỗi ngày với em vợ đều là bà hoàng hết rồi. Vợ đều là bà hoàng hết rồi. Tại vì toàn sai em tất cả mọi thứ rồi. Điều nói là em phải nghe lời hết tất cả mọi thứ rồi. Chắc là khi vợ hỏi một cái gì đó thì em sẽ tán thành cái ý kiến đấy. Không bao giờ từ chối. Không bao giờ từ chối. Hoặc là khi mà em đi ra ngoài đường thì em sẽ luôn là đề cao vợ của mình hơn bản thân mình. À, luôn đề cao vợ. Bây giờ giữa cái chiều chuộng vợ với lại luôn đề cao vợ thì bạn chọn đáp án nào? Em chọn là luôn đề cao vợ. Rồi, mời em xóa đáp án. Chúc mừng các bạn đã mang về cho mình 10 điểm. Rồi, tới gia đình mình. Ở nơi nào, vị trí nào thì em cũng luôn coi vợ của mình là trên hết và nóc nhà của em mà. Nên lúc nào em cũng coi là một bà hoàng hết. Nhưng mà thật sự những lúc đi diễn, những lúc mà đi sự kiện rồi đó, thì em luôn muốn vợ mình tỏa sáng. Nhiều khi vợ em chiếm spotlight nhiều hơn em nữa. Đi sự kiện, đi diễn là người ta tưởng vợ em đi diễn chứ không phải là em đi diễn. Nhưng mà em vẫn thích điều đó. Em muốn vợ em lúc nào cũng phải tỏa sáng khi đi cùng em. Nhưng mà sai không? Em đã làm gì khiến cho vợ em luôn luôn có cảm giác là một bà hoàng? Em luôn chiều chuộng vợ. Rồi, mời em xóa đáp án. Dễ nhờ. Được đó. Chiều chuộng với dễ nhờ vả là đúng, cũng y chang, một ý. Y chang. Chúc mừng gia đình các bạn mang về cho mình 10 điểm. Rồi mình đi luôn câu hỏi số 2 ha. Câu hỏi số 2, điểm cuốn hút nào của bạn mà chỉ có vợ mới nhận ra? Chắc là luôn cố gắng trong công việc.
luôn nỗ lực cố gắng trong công việc. Bình thường là hai vợ chồng có một điểm chung với nhau là luôn bắt đầu một công việc gì đó thì lúc nào cũng luôn tập trung vào công việc đấy hết sức, nên là em nghĩ là vợ em sẽ thích ở em cái điểm đấy. Luôn nỗ lực trong công việc, bạn chốt đúng không? Dạ đúng, em chốt. Dạ, mời em xóa đáp án. Thông minh. Rất là tiếc ha. Với câu hỏi này thì các bạn không trùng khớp cho nên là không có điểm. Dạ, mời gia đình bên mình. Dạ, còn đối với em thì em không được nhanh nhẹn cho lắm. Nhưng mà em được cái là em làm gì em làm cho xong. Em làm hết mình vì cái công việc đó. Rồi thêm là em hiền. Nhiều khi vợ em bực cái tính của em nữa. Không, bạn thấy phụ nữ cũng mâu thuẫn quá ha. Khi yêu là tại vì ảnh hiền á, nhưng mà lấy về cũng bực vì cái tính hiền. Đúng rồi. Em chốt lại phương án là hiền, dễ tính. Rồi, mời em xóa đáp án. Hiền là nhẹ nhàng đó. Nhẹ nhàng tình cảm. Chúc mừng các bạn đã mang về cho mình 10 điểm. Rồi, mời Lâm Vĩ Dạ câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi số 3, vợ chồng bạn đã làm gì để năng nhặt chặt bị cho cuộc sống hôn nhân? Mời em. Dạ, yeah, thì thời điểm này nói chung là cũng là thời điểm khó khăn của chung. Cá nhân em thì mỗi lần đi diễn là em đều tiết kiệm. Vợ em cũng là một người rất là vung vén tài chính trong nhà. Thì em nghĩ là trong thời điểm này vợ em kiếm tiền. Dạ, kiếm tiền, nỗ lực thì kiếm tiền. Con cái nói chung là cũng đã có bà nội bà ngoại cũng yêu thương, cũng chăm lo mọi thứ cho hai đứa con của em, và hai vợ chồng cũng thoải mái được một phần nào đó để cùng nhau kiếm tiền. Vậy chốt đáp án là nỗ lực kiếm tiền đúng không? Dạ. Rồi, mời em xóa đáp án. Chăm chỉ làm việc kiếm tiền. Chúc mừng các bạn mang về cho mình 10 điểm. Rồi, bên kia người ta chăm chỉ kiếm tiền, còn bên mình em thì em cũng nghĩ là công việc, tại vì thời điểm này là em cũng mới bắt đầu vào con đường ca hát của mình, thì hai vợ chồng đang rất là tập trung để phát triển tiếp con đường ca hát và đi sự kiện, đi hát nhiều hơn. Thì em nghĩ là ở thời điểm này hai vợ chồng đang tập trung nhất tài chính. Dạ, mời em xóa đáp án. Chúc mừng các bạn mang về cho mình 10 điểm. Gã với em có một cái giai đoạn lúc mà đang có người yêu thôi chứ không phải có vợ. Là mục tiêu số 1, một chỗ đứng ở sân khấu. Và làm tất cả mọi thứ để có cái tên trên pano. Thì anh nhớ có một nhà sản xuất khi tới mời anh đưa ra một ý tưởng, cuối cùng hỏi anh là cát xê mà anh muốn là bao nhiêu. Anh nói khoan nói chuyện cát xê đây, tạo cho tôi một cái team để tôi có thể làm tốt cái phim này. Là mình tập trung vô một cái mục tiêu và vậy thì mới làm được nha. Mình quá nhiều mục tiêu cho một thời điểm không làm được. Thấy hai năm sau khẩu tôi cát xê nhiều, nó khác. Nó khác liền. Ủa sao khác? Thì khác mà. Em cũng vậy. Đúng không? Rồi. Dạ vâng, chúng ta đã vừa trải qua vòng 2 cùng với hai gia đình. Và điểm số của hai gia đình như sau. Gia đình của Kevin Toàn và Vivian Nguyên là 20 điểm. Gia đình của Minh Hoàng và Diễm Phương là 30 điểm. Chúng ta vẫn còn rất nhiều cơ hội ghi điểm ở vòng 3. Và trước khi đến với vòng 3 là vài phút dành cho giải lao. Tâm đầu ý hợp.
vòng 3 của chương trình Tâm Đầu Ý Hợp. Ở vòng 3 này chúng ta sẽ có 3 câu hỏi dưới dạng liệt kê. Một câu hỏi là 3 đáp án, mỗi đáp án trùng khớp sẽ mang về 5 điểm và tối đa là 45 điểm. Cứ mỗi một câu hỏi chúng ta sẽ có 15 giây để trả lời. Và bây giờ sẽ là câu hỏi đầu tiên. Rồi, mời hai cặp vợ chồng chuẩn bị lắng nghe câu hỏi ha. Câu hỏi số 1 như sau. Kể 3 món đồ đã mất mà vợ chồng thấy tiếc. 15 giây bắt đầu. Ba, hai, một, hết giờ. Chúng ta sẽ so sánh đáp án của gia đình Minh Hoàng và Diễm Phương trước ạ. Minh Hoàng cho là 3 món mà mất mà vợ chồng thấy tiếc. Đó là tiền. Có tiền nha. Đúng rồi, mất tiền tiếc. Tiếc. Hợp lý. Cái điều thứ hai đó là trang sức. Không có trang sức, mà ở đây vợ nghĩ là quần áo. À, mất quần áo tiếc. À, nước hoa. Không có luôn. Không có, mà là chương trình biểu diễn như là bị mất show á. À, mất show. Đúng rồi, mất tiền, mất show là tiếc dữ lắm. Và với câu hỏi này thì anh chị trùng khớp, một đáp án mang về 5 điểm. Mời đáp án của gia đình Vivian Nguyên và Kevin Toàn. Cái đầu tiên mà hai vợ chồng thấy tiếc khi mất đó là nhẫn. Nhẫn, có nhẫn. Cho hỏi đây là nhẫn gì ạ? Hai vợ chồng mua nhẫn đôi và vợ làm mất chiếc nhẫn, tiếc đi tìm lục hết nhà lên đi tìm. Tiếc nuối tiếp theo đó là chìa khóa. Thú cưng. Hai vợ chồng em rất là thích thú cưng. À, và có một lần thì hai vợ chồng em bị mất một bạn thú cưng và cảm thấy thật sự là rất là tiếc và buồn. Cuốn tới hả? Tận bây giờ vẫn cuốn, đúng rồi. Rất là buồn tới ủa bây giờ luôn. Ủa sao nhớ con thú cưng nè? À, tại vì câu hỏi là đồ vật á anh Thịnh. À, còn đồ cái vật. Đó là động vật rồi. À, 3 món đồ mà. Dạ quên. Vậy là không trùng khớp ha. Và cái điều thứ ba mà vợ cảm thấy tiếc nuối khi mất đó là áo hoặc quần. Áo quần hả? Không, tôi thực tế lắm, tiền. Tiền. Tiền, có bao giờ mất tiền chưa? Em thì chưa mất tiền, chứ anh Kevin là có đấy chị. Đúng. Ồ, dạ. Nhưng mà tiền là hợp lý nhất ha. Và với câu hỏi này thì các bạn trùng khớp, một đáp án mang về 5 điểm, xin chúc mừng. Bây giờ là câu hỏi số 2. Và câu hỏi số 2 như sau. Kể 3 tính cách mà hai vợ chồng hy vọng các con đều có. 15 giây bắt đầu. Ba, hai, một, hết giờ. Mời đáp án của gia đình Kevin Toàn và Vivian Nguyên. Thì nghĩ ba cái tính cách mà cả hai vợ chồng đều hy vọng con có đó là hiền lành. Không có hiền lành. Ở đây có ngoan nữa. Thông minh. Không có luôn. Không có luôn hả? Vậy bà xã là đang nghĩ gì vậy? Bên này là ba tính cách rất là rõ ràng, đó là độc lập, biết yêu thương và biết chia sẻ. Rất tiếc không trùng khớp. Thật ra là tất cả những cái tính này tính nào cũng tốt. Đúng rồi. Có điều là không khớp thôi. Và rất là tiếc với câu hỏi này thì các bạn không trùng khớp cho nên là không có điểm. Mời gia đình Minh Hoàng và Diễm Phương. Minh Hoàng cũng chọn đầu tiên là hiền. Có hiền. Có hiền. Điều thứ hai đó là thông minh. Không có thông minh. Cái thứ ba đó là nhanh nhẹn. Không có nhanh nhẹn. Mà ở bên này là thương vợ, biết chăm lo gia đình và thương vợ. Con mình năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, một bé 2 tuổi rưỡi, một bé 5 tuổi. Lo hơi xa. 2 tuổi rưỡi, một bé 5 tuổi mà đã muốn con mình có tính cách là chăm lo gia đình và biết thương vợ. Ý nó là tình cảm á, đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, tình cảm, chăm lo cho mẹ nè, gia đình cũng là mẹ. Em nghĩ chăm lo gia đình và thương vợ nó cũng thiên về trách nhiệm nhiều. Ừ, trách nhiệm. Và với câu hỏi này thì anh chị trùng khớp, một đáp án mang về 5 điểm. Bây giờ sẽ là câu hỏi cuối cùng. Dạ, câu hỏi số 3 như sau. Kể tên 3 món ăn nhiều nhất trong mâm cơm gia đình. 15 giây bắt đầu. Ba,
3, 2, 1. Hết giờ. Mời đáp án cho gia đình Minh Hoàng và Diễm Phương. Cho em hỏi thực đơn bên kia có gì? Dạ, chúng tôi có thịt kho hột vịt. Thịt kho trứng trùng khớp. À, chúng tôi có trứng chiên. Không thích ăn trứng chiên. Không trứng chiên hả? Vậy chúng tôi đãi gà chiên. Không thích ăn gà chiên luôn. Ôi, bên đó thích ăn gì vậy? Đã có thịt có trứng thì phải có rau xào. Rau xào. Canh chua. Anh chị trùng khớp, một đáp án mang về 5 điểm. Chúng ta hãy đến với bữa cơm của gia đình Kevin Toàn và Vivian Nguyên. Mời các bạn. Bên thực đơn Nguyên có gì ạ? À? Bên tôi có canh chua ông anh à. Canh chua, à bên tôi có canh chua. Trùng khớp. Thật là tâm đầu ý hợp. Ngoài canh chua ra thì còn có thịt bò. Thịt bò, ấy gọi có thịt kho. Bò. Khác nhau. Thịt kho này tôi chắc chắn là thịt heo. Đúng rồi. Còn nếu mà bò kho thì đã ghi là bò kho rồi. Không thể nào là thịt kho bò, thịt bò kho không hợp. Cuối cùng là thịt gà. Bớt thịt lại đi, ăn rau sống đi. Đạm nhiều quá. Đạm nhiều lắm, phải ăn bớt. Rau sống đi, rau tươi xanh. Không thích ăn rau. Trùng khớp một cái thôi. Và với đáp án này thì anh chị trùng khớp. Một đáp án mang về 5 điểm. Kết thúc vòng 3 thì số điểm của hai gia đình như sau. Gia đình của Minh Hoàng và Diễm Phương là 15 điểm. Gia đình Kevin Toàn và Vivian Nguyên là 10 điểm. Sau 3 vòng thi thì số điểm của hai gia đình như sau. Gia đình của Kevin Toàn và Vivian Nguyên là 45 điểm. Gia đình của Minh Hoàng và Diễm Phương là 55 điểm. Và với điểm số 55 thì gia đình các bạn sẽ nhận được số tiền thưởng từ chương trình là 8 triệu đồng. Xin chúc mừng. Còn với số điểm 45 thì gia đình các bạn sẽ nhận được số tiền thưởng từ chương trình là 5 triệu đồng. Xin chúc mừng. Suốt thời gian hồi nãy giờ là mình đã vượt qua 3 cái vòng thi như vậy á. Là không biết ngay ở thời điểm này nè, các bạn có cái mong muốn gì gửi gắm đến cái ông xã và bà xã của mình thì cứ việc nói ở đây. Có thể chia sẻ với nhau ở đây. Thực sự thì chuyện hôn nhân đó là chuyện của cả đời. Hôm nay chỉ là một bài test nhỏ thôi để cho hai vợ chồng mình được hiểu nhau hơn. Thì anh hy vọng là sau bài test này về mình sẽ cởi mở nhau hơn về những cái mà mình cần, những cái mình đang thiếu sót để mà hai vợ chồng mình lâu dài hơn nha. Vợ có gì muốn nói với anh chồng hay không? Tất cả những gì thuộc về anh thì em đều thích nó. Nhưng mà em muốn anh thay đổi hơn, quyết đoán hơn, quyết định cái gì cũng vững vàng hơn. Thì nhanh nhẹn hơn. Nhanh nhẹn hơn. Cảm ơn em. Rồi, cảm ơn hai bạn ạ. Chú vợ nào lên hình cũng như vậy ha. Ở nhà có gì không ta? Không, ở nhà ngược lại. Rồi, mời hai bạn. Em thấy là tụi mình đã làm rất là tốt rồi. Những chuyện đã trải qua và sắp tới là em cảm giác là mình sẽ làm tốt hơn nữa. Em chỉ mong muốn là em với anh Kevin sẽ cố gắng tiếp tục cùng nhau làm việc, cùng nhau cống hiến, yêu thương gia đình, con cái, ba mẹ hai bên và các anh chị. Và cùng nhau tận hưởng cuộc sống. Anh thì anh muốn là hai vợ chồng mình tập trung nhiều vào công việc quá nên là có nhiều cái nó chia ly nhỏ trong cuộc sống, mình cũng không nói với nhau nên là mình hôm nay mình mới không hiểu nhau được như vậy. Thì anh hy vọng là mình sẽ nói với nhau và chia sẻ với nhau nhiều hơn. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin được cảm ơn hai cặp đôi ngày hôm nay đã đến với chương trình Tâm Đầu Ý Hợp. Cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương và ủng hộ chương trình. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chúng tôi là 21:10 thứ ba hàng tuần trên HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại. Lần đầu tiên gặp mặt, và
chúng ta hiểu nhau bao nhiêu sẽ phải đi qua. Người yêu lý tưởng của em kiểu giống mấy anh trong ngôn tình ấy ạ, đẹp trai lạnh lùng. Ơ chứ anh không đủ lạnh lùng à? Ngân làm bạn gái tôi nghe. À lộn. À, Ngân làm vợ tôi nghe. Ok. Anh yêu em, cảm ơn em đã đến với cuộc đời anh.